Xin kính chào cô chú chị bạn nha. Chúc cô chú chị các bạn một ngày một tuần may mắn bình an, sức khỏe dồi dào. Tại bây giờ thì mẹ các thiên thực khách đang có mặt tại mộ của nghệ sĩ Tú Linh. Bây giờ thì cũng chưa có hát cô chú bạn ơi, chưa có những cô chú chị các bạn đến viếng hát. Bây giờ sẽ quay một vòng để xem khi nào mà có cô chú ông bà đến đây thì mẹ các thiên thực khách sẽ quay tiếp cho cô xem nhé. Những dòng hoa của những mặt trong quân và những phái nam bộ của chú sư Tú Linh thì đến mừng của chú rất là đẹp mọi người ha. Ruby mỗi màu sắc đó là mỗi cái dòng hoa thì màu sắc khác nhau nha mọi người. Đây bây giờ là chú hoa của chú sư Linh chưa chú chơi chưa cô làm mọi người. Miền Đông, miền Bắc, tất cả cả nước luôn. Hiện tại thì mẹ các tiên thách đang ghi hình trực tiếp dập hoa ở Úc của mọi người nha. Yeah.